Game đầu tiên, rắc dài. Mình nghĩ không nghĩ là rắc sẽ đánh Hawk đâu, bởi vì là Hawk đã rất là lâu rồi. Rắc cũng, Hawk cũng quá nhiều, có nhiều counter. Hawk Cycle, đặc biệt là Hawk Cycle. Tuy nhiên thì liệu rằng là rắc sẽ chơi ba IC à? Hawk Cycle, mình nghĩ là Hawk Cycle rồi. À, Snowball thì đây là Balloon. Balloon. Không. Hawk Cycle with Snowball, no lock. Hoặc có thể là Executioner with Pump. No. Big Bow with Pump. Rồi, Cycle. Super fast. Hawk Cycle with Snowball. Và rất nhiều super fast. Muskety. Lần này là Pekka, không phải là Golem rồi. Sẽ có 2 hit đến từ Hawk. 2 hit, rất tốt. Rất nhiều đam và Muskety đang làm cực kỳ tốt với cái nhiệm vụ của mình. Phải nói là mình rất mong chờ cái game đấu này. Mình không nghĩ là Zack ở trong cái mùa này lại dám chơi Hawk. Ngày hôm nay lại chơi Hawk. Nhưng mà thực ra là rất là may mắn, bởi vì là anh Zai này lại chơi Infernal Tower. Ở trong cái bài này thì thực sự là khi mà có Scanner Card thì nó sẽ không an toàn bằng Infernal Tower. Vâng, và bây giờ thì ở thời điểm hiện tại thì Zack đang kiểm soát trận đấu cực kỳ là tốt. Hawk đẩy lên và Goblin Cage xuất hiện. Một hit của Hawk chắc chắn là như vậy, sẽ có một cái Rocket hay là một cái Fireball. Mình không nghĩ là Zack lại chơi Rocket đâu. Đẩy Hawk ở phía bên trái, đúng rồi, bên Pekka, thả kệ bên Pekka bên kia. Một Fireball. Infernal Tower và một cái Snowball hợp lý luôn. Trận ngày được, tuy nhiên thì cần phải đẩy con IC, cần phải có một con IC tiếp tục. Nguy hiểm quá, rất nhiều đam, rất một cuộc lượng combo cực kỳ lớn. Và con Pekka, rồi tách được con Pekka và con Baby rồi, hợp lý. Hawk nhảy lên. IC Spirit. Tuy nhiên thì có một hit đến từ Pekka không? Một hit. Rắc anh ta đang bị cuốn theo lưới chơi của Zai. Đấy, như vậy thì không hợp lý một chút nào. Con Aegis đã xuất hiện đây. Một hit. Snowfall. Đẩy con Aegis sang bên kia, hợp lý. Hiện tại thì đang cân bằng Snowball đâu, Snowball chưa có rồi. Phải giết ngay được con Aegis, rồi, hợp lý. IC đâu, IC. Tuy nhiên là con IC như vậy thì rất là... Con Pekka tiếp theo sẽ như thế nào đây? IC đâu? Hop đẩy lên. Hợp lý. Một phản con Hop cực kỳ là hay. Snowball! Hop đẩy vào. Hop đẩy vào Snowball! Một hit. Trời ơi! Hai hit luôn. Quá hay. Và bây giờ thì đép một cách dễ dàng rồi, sẽ một cái hop tiếp theo, sẽ một cái fireball tiếp theo sẽ là hợp lý. Fireball tiếp theo sẽ là hợp lý. Fireball đi. Nguy hiểm quá. Ok, hợp lý rồi. Anh ta đang giữ lại fireball để cho tên cuối. Yee. Nhưng là một phải cần hai snowball và một fireball nữa. Chuẩn rồi. Cần hai snowball. And Infernal Tower. Rồi, Fireball luôn. GG. Hay quá. Tuyệt vời. Phải nói là mình rắc cũng khá là may mắn trong cái game này, bởi vì anh ta chọn họ và bên kia chọn một deck cũng khá là chậm. Thông thường thì các bạn có thấy là cái deck Pekka Ram này
hay là cái deck Wish Spam thông thường thì gặp Hot Cycle gần như là thua. Gần như thua, đánh rất là khó bởi vì là nó có rất Hot Cycle đặc biệt của nó là nó sử dụng những con rất là rẻ. Eli chỉ có 1-2 thôi, 1-2 Eli thôi. Nhưng mà nó cứ dẫn dắt nó đi lòng vòng vì vậy là rất khó, gần như là cái cửa thắng là 60-40 rồi. Các bạn nói là có nhiều pha thì dắt anh ta bị cuốn theo lối chơi của đây, các bạn có thấy turn này một hit, cái turn này là bị cuốn theo lối chơi. Zai anh ta cũng gặp một cái lượng, cũng gặp một cái lỗi, đó là anh ta đặt PK khá là thấp. Anh ta muốn là anh ta dồn rất nhiều Eli để có thể công được, tuy nhiên thì đặt PK thấp quá cộng với lại dắt chớp thời cơ quá nhanh. Các bạn có thấy turn này một fireball không, các bạn có turn trước không? Khi mà đẩy hop, khi mà có PK nằm ở phía bên dưới thì đã đẩy hop và IC bị làm tanh. Anh ta chớp thời cơ quá nhanh. Vì vậy tại sao mà mình người ta gọi Zack gọi là king of của cycle. Gọi cycle goat, mà không phải là king mà cycle goat. Ta đánh rất hay. Lô bro. Zack đánh thắng thì chúng ta sẽ có một cái king of the hill. Và mình sẽ mất mong là Zack sẽ thắng và chúng ta sẽ có king of the hill. Hi bro, Lee, like share video, give me a like. Ui giời, gặp deck của mình nghe mát lòng. Ok, cảm ơn mọi người hôm nay, đã xem stream của mình. Và chúng ta sẽ đến vào game tiếp theo. Và chúng ta nhờ xem Zack đánh gì đây, Baron Cycle không? Hay là chuyển lại Hawk? Lại chơi nó rồi, lại cho Zack lại chơi X-Bow hay không? Zack thì anh ta vẫn cứ Cycle, vẫn cứ Balloon Cycle, X-Bow Cycle và Hawk. Bây giờ Balloon Cycle rồi. Balloon Cycle. Rồi, chuẩn luôn, Balloon Cycle luôn. Cái vừa rồi thì anh ta put ladder với top 20 mấy nhỉ? Nếu mà mình nhớ không nhầm là 20 mấy thì sao ấy? Là Balloon Cycle, Snowball và phiên bản này là có Musketeer. Tuy nhiên là cái phiên bản này nó khá là trông chênh bởi vì là bên này lại chơi Fireball rồi, nguy hiểm quá. Đấy, bị lỗ rất nhiều, đào rất nhiều Eli. Và bây giờ là Barbarian. Một Snowball bị lỗi. Đấy, các bạn có thể thấy là cũng khá là trông chênh bởi cái game này. Và ra anh ta lại chơi Fireball, không phải là Lightning. Tuy nhiên là khi mà của để miner quá sớm mà cùng với một thời điểm một con Aegis xuất hiện luôn. Rồi đặt Musketeer thấp hơn một chút. Liệu rằng sẽ có một cái Fireball không? Không. Dài ta đang chơi an toàn. Và Varian rồi, và theo cuối cùng là Rider Dragon. Chắc nhiên là như vậy. Hãy rất cẩn thận trong cái tên này. Và Varian và Musketeer tiếp theo sẽ có cái Fireball không? Chưa đủ Eli rồi. Ở trong cái thời điểm, trong cái game này chắc chắn là dắt anh ta cái Cycle Musketeer rồi, sẽ tồn Musketeer rồi. Mà khi mà anh ta defend được rồi, anh ta có lợi như thế về Eli thì anh ta sẽ đẩy Balloon. Rồi, bắt đối phương cần phải chưa có một cái Furnace rồi. Furnace đập lỗi, trời ơi, một cái hit của Balloon không có rồi. Tuy nhiên thì ra anh ta đã đặt lỗi của Furnace. Bây giờ thì răng của Royal Zion anh ta push lên. Balloon đổi hướng. Miner luôn, đập phải bắt được con Miner thôi. Sẽ có một hit đến từ Balloon. Infernal Tower xuất hiện rồi.
Thời điểm hiện tại thì nguy hiểm quá, Infernal Tower chỉ còn một chút máu thôi, nhưng mà con mất thì đã xuất hiện rồi. Hay quá. Đẹp vẫn tốt. Đấy, vẫn tốt, Musketeer còn Baby nó không bắn vào con Musk. Và bây giờ lượng 6, chỉ còn 666 máu ở phía bên trái. Đây là thời điểm để cho Balloon. Tuy nhiên thì đã bắt được con Miner rồi, Snowball không được rồi, rất nhiều con counter trong cái Balloon. Tuy nhiên khi mà như vậy thì Zac sẽ có lợi thế, bởi vì là Zac bị ép đối phương phải ra rất nhiều con support. Rồi, tiếp tục là Balloon, còn thời điểm còn con núi lên để dép không. Fnancy đâu xuất hiện rồi, Miner. Snowball, Balloon vào đi. Và một cái Miner, GG. Miner, chỉ còn 6 mệnh. Một Miner và một Snowball nữa thôi, GG. Nếu mà trong cái cả bài này mà Zai anh ta chuyển chơi một cái giáp và một cái Fireball sẽ là tuyệt vời hơn nhiều. Và một cái Miner, một Snowball, GG. Hay quá. Đúng là xem Zac đánh thì nó cuốn hơn và chúng làm mình có tỉnh càng ngủ hơn. Để mà chúng ta có thể counter được